chào các bạn đã quay trở lại với gia đình nhỏ. Các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị các nguyên liệu để nấu nè các bạn ơi. Cái này á, là sườn vàng á các bạn. Giờ mình nấu lagu á, đúng ra thì mình nấu lagu bò ở trong tủ lạnh mình cũng còn một khoảng nửa ký thịt bò nè các bạn, bò gân. Ngon lắm nhưng mà do con mình không chịu á, thành ra không có chịu ăn bò nữa, hôm mấy bữa ăn bò rồi đó. Giờ thành ra mình mới lấy cái sườn này ra mình nấu với lagu đỡ đó các bạn ơi. Thì nguyên liệu mình gồm có ở đây là khoai tây với cải đỏ. Còn để tránh mất thời gian của các bạn thì mình cũng đã làm củ hành tím với tỏi với củ hành tây ngò rồi, mình cũng chuẩn bị sẵn hết rồi các bạn ơi ha. Giờ trong thời gian mà chờ, thành ra giờ cái thịt bò này là mình không có nấu rồi, tại vì con mình nói là mấy bữa ăn bò hoài rồi, giờ ra trong tủ lạnh còn này thì mình lấy ra nấu thôi. Cái này cũng hơn nửa ký này, sườn già. Giờ trong thời gian chờ nước, cái này mình đã rửa qua nước muối rồi hết rồi các bạn, nhưng mà giờ để một lần nữa cho thiệt là sạch thì mình sẽ nấu nước sôi mình trụng cái này cái. Thì trong thời gian chờ trụng nước sôi thì mình cũng tranh thủ mình gọt cải đỏ với khoai tây các bạn ơi. Ha. Hai củ cây đỏ èo thấy thương không? Nhiều khi cũng ít có đi ra chợ có bán, nhưng mà nhiều khi mình mấy bữa mình mới đi chợ một lần, tại vì cũng lớn tuổi cũng đi ra ngày nào cũng đi chợ hết cũng mệt quá đó. Ra nhà ông xã mình không đi mua giùm, sáng ông đạp xe em đi thể dục đó, rồi sẵn ông mua luôn giùm cho mình mấy cái rau củ này nè, khoai tây với cải đỏ nè. Thì ông mua cái gì thì mình nấu cái đó thôi. Để coi khoai tây coi ngon không. Khoai tây cái ruột vàng hực vậy là ngon nè các bạn. Nếu mà cái ruột nó mình cắt ra mình thấy cái ruột nó trắng trắng là nó không có được ngon dẻo bằng cái khoai tây vàng cái ruột gì nha các bạn. Bây giờ nước sôi rồi đó, giờ mình cho vào đây mình trụng nó một cái nha các bạn ha. Trụng ít phút thôi. Này mình đã rửa nước muối rồi đó, giờ để muốn cho thịt là sạch nữa thì mình trụng nước sôi sơ qua một cái rồi ha. Rồi như vậy là được rồi đó các bạn ơi. Giờ mình đi đổ ra cái rổ cho nó ráo nước này ha. Cái tiếng là nấu lagu gì chứ cũng tùy theo gia đình ha, tùy theo cái khẩu vị của nhà mình, thành ra ai thích ăn sao thì ăn ha. Còn đây mình nấu này, mình nấu theo cái kiểu của nhà mình thường ăn nha các bạn. Thì ở đây mình có một, trong này mình có khoảng 1,5 muỗng cà phê muối, hay cũng hơn muỗng gì đó, với ít bột ngọt với tiêu ha. Giờ mình cho vào đây. Mình cái này mình đừng có làm mặn quá nha các bạn ơi. Rồi ở đây mình có cái bịch gia vị người ta làm sẵn rồi, bây giờ nấu cái này cũng lagu cũng khỏe lắm, người ta có làm sẵn rồi, mình chỉ cần thêm cái gia vị của mình vô một chút nữa là được rồi. Mình nấu, mình sử dụng nửa cái gói này được rồi các bạn ơi. Tại vì để nguyên cái gói này nó nhiều, nó nồng lắm ha. Mình ra để mình canh chừng nửa cái gói này là đủ rồi, cái nửa cái gói lagu này là đủ rồi. Ở đây thì như nãy mình đã nói đó, thì mình có bầm sẵn một ít hành tím với tỏi sẵn ra để tránh mất thời gian đó. Giờ mình cho hành tím vào đây với tỏi vào đây. Ha. Còn cái củ hành tây này thì chút nữa mình sẽ để vô sau, tại vì nếu mà để vô sớm nó nấu lâu quá, củ hành tây nó mềm hết đó, nó không có được ngon ha. Này mình chừa lại để chút mình còn làm cái mình cháy cho nó thơm trước rồi mới đổ thịt vô xào. Thì ngoài ra ở đây mình cũng có ăn chai dầu hào, con đưa lên xích cao một chút ra. Cái chai dầu hào nè các bạn, mình sẽ cho một ít dầu hào vô cho nó đậm đà mà nó thơm nữa. Ở đây mình có một chai tương cà. Nấu ragu là lúc nào là cũng phải có tương cà nha các bạn ha. Còn nếu mà mình không có tương cà thì mình lấy cà chua cũng được, nhưng mà thôi ở đây người ta đã làm sẵn thì mình mua cái chai này mình làm nó cũng tiện hơn. Còn cà chua mình phải bầm ra mà cái mùi vị nó cũng không có được thơm bằng cái này của người ta làm sẵn. Rồi thì trước tạm thời mình ướp nhiêu đó đi. Rồi hơi mình nêm lại, mình thấy sao đó thì chưa vừa ý thì mình thêm vô. Rồi sau khi mình đã trộn đó ướp rồi đó ha. Thì ngoài ra thì ở đây cái này là do ở nhà mình có sẵn, cái này là hạt điều màu mà nước đó, loại nước đó. Nhưng mà do mình có sẵn thì mình chế vô thôi. Còn nếu mà các bạn không có thì không cần chế ha, không có thì khỏi cần cho vào cũng được. Còn mình có thì mình cho thêm cho nó đẹp vậy thôi ha. Còn nếu mà các bạn không có cái này thì không cần cũng được, không có cái điều màu đó thì không cần cũng được ha. Rồi bây giờ mình đem vô ngăn mát tủ lạnh á. Cái này mình ướp khoảng nửa tiếng đi ha, nửa giờ. Xong rồi giờ, nhưng mà trước khi nấu thì mình cũng đem vô ngăn mát, mình tủ lạnh mình để đó các bạn, để nó bảo quản cái thịt của mình, đừng có tươi ngon, cho nó tươi ngon á. Chứ mình để như vậy ở ngoài á thì sợ nó không có được tươi ngon đó ha. Giờ đem vào ngăn mát tủ lạnh để nửa tiếng đi ha. Khoai tây với cải đỏ mình muốn cắt sao cũng được các bạn ơi. Mà trong thời gian mình ướp thịt đó, chờ cho thấm rồi mình nấu đó, mình rảnh quá nên mình cũng tỉa hoa chút cho nó đẹp đó các bạn. Món ăn đó, nấu ngon đã đành mà mình cũng phải nhìn bằng mắt nữa, thấy nó hấp dẫn mới là thích ăn nha các bạn. Nhưng mà bữa nay cải đỏ nó èo quá, thành ra mình không có làm được nhiều, mình chỉ lấy cái chỗ to mình làm thôi. Quá đơn giản luôn, mình chỉ cần khía mấy khía như vậy là mình đã là có một cái sản phẩm mà tỉa hoa cà rốt đó, rất là đẹp luôn nha các bạn. Chứ còn mình cắt bằng dao thường thì vẫn được thôi, nhưng mà bị cũng rảnh. Với lại làm vậy thì mình thấy nó cũng hấp dẫn hơn ha. Rồi bây giờ mình không sử dụng dao cắt, mà bị dĩ này nó nhỏ quá mình không ấy được, thì giờ mình sử dụng này đi. Cái này nó cũng có cái hoa văn ha, chứ giờ nó nhỏ quá mình không có tỉa hoa được. Rất là đẹp luôn các bạn ơi, ăn rất là hài hòa luôn. Này nó cũng rất cứng lắm á. Wow hả ha. Nó vừa có tỉa hoa mà nó vừa cái này nữa. Mình nấu ăn nấu uống cái gì, cho dù là cái món bình thường đi nữa, mình cũng phải trang trí làm sao đó, mình coi cho nó được đó các bạn. Thì món ăn của mình càng hấp dẫn hơn. Khoai tây chút mình cũng cắt bằng này luôn, cho nó có sọc có khía nha, đẹp. Khoai tây thì nó mềm hơn đó, mình dễ làm hơn đó. Đây đi. Nếu mà các bạn cắt nhỏ vậy thì các bạn nấu cái xương nó mềm xong ta thả vào. Còn nếu mà thả vào sớm sớm thì ta cắt to một tí ha. Khoai mà nhà mình thích làm nhỏ nhỏ vậy đó, nó dễ ăn. Rồi bây giờ chảo cái này cũng có, mình có cho đây chút dầu đó các bạn ha. Nó cũng nóng rồi đó, giờ mình cho này vô. cho nó thơm chút đi ha. Rồi giờ nó nóng rồi đó các bạn ơi, nó thơm lên rồi đó. Giờ mình cho cái này vào. Cái này nãy mình ướp nửa tiếng rồi đó các bạn. Giờ mình lấy cho cái thịt nó săn nó thơm ha. Cái thịt này nãy mình trụng nước sôi á, xong rồi mình mới ướp nó nha các bạn. Rửa sạch trụng nước sôi á. Cái này cái đồ nấu lẩu của mình á, mình đem ra đây mình nấu cái này. Thơm quá các bạn ơi. Trời ơi thơm quá. Hấp dẫn quá. Giờ mình cho nước sôi vô nha. Cái này mình để cho nó hầm hầm cho nó mềm mềm vài ba dạo đi ha. Xong chút mình hãy bỏ khoai tây với lại cải đỏ vô ha. Giờ mình lấy cái nắp mình đậy lại. Sôi quá rồi các bạn ơi, chắc cũng mềm rồi đó. Mình mở ra coi. Mềm rồi đó các bạn, thơm quá chừng luôn. Giờ mình thấy không, mình bỏ công ra chút xíu mà mình cắt mấy cái đậu này, khoai với cà rốt tôi thấy. Còn củ hành tây mình bò cho vô lúc luôn các bạn ơi. Củ hành tây trắng trắng nè, mình cho vào luôn ha. Dẫn qua cái này một chút nữa đó thì thí dụ các bạn có thích đó, có thể cho vào một ít bột năng. Bột năng mình cho một chút, chừng muỗng, hai muỗng cà phê đi. Cái nồi này thì 2 muỗng cà phê bột năng đấy ha. Cái mình cho một chút nước lạnh ở ngoài, mình quậy ra tan rồi mình hãy cho vào đây ha, nó không có bị ốc trâu. Còn các bạn không thích thì thôi ha. Cái này chút nữa mình ăn bánh mì hay là mình ăn với cơm gì cũng ngon đó các bạn ơi, món này dễ ăn lắm. Giờ mình đậy mình hầm chút xíu nữa mà chính là mình múc ra cho các bạn xem ha, chia sẻ tiếp ha. Múc ra tô. Các bạn ơi, mình đã thực hiện xong món sườn nấu khoai tây đó, mà cũng có thể là người ta gọi cái này là lagu đó các bạn. Đó, có người thì gọi là khoai tây hầm xương này kia, nhưng mà cái này là lagu nha các bạn. Cũng là một tên thôi, tùy theo cách gọi thôi. Thì ngoài ra ăn món này thì ta cũng có muối tiêu chấm hay hoặc là nước tương nha các bạn. Nhà mình thì ăn vậy đó. Cái nước này nó sánh sánh vậy là hồi nãy mình có cho vào 2 muỗng cà phê bột năng đó các bạn. Khi cho bột năng là mình để ở ngoài cái chén, mình cho một chút nước lọc rồi mình hòa, mình mới đổ ở đây nha các bạn, để tránh là nó bị ốc trâu trong cái nồi này các bạn. Ngoài ra bữa nay món tráng miệng của mấy mẹ con mình đó, thì hôm qua con gái mình có mua về cho mình ký nho, không biết nho này nho gì á, không biết nữa, mà nó ngọt quá chừng luôn đó các bạn ơi. Tại con gái mình thấy mình hay uống thuốc tim mạch đồ đó, mỗi ngày nào cũng hay uống đó, thành ra con gái mình mua này để cho mình có lạc miệng thì ăn đó. Nhưng mà mình cũng sợ đường nó cao đó, trong máu đó, thành ra mình cũng ăn có 1-2 trái thôi các bạn ơi. Cũng ăn nhiều. Nho này nho gì không biết mà cái thịt nó giòn, nó ngon quá chừng luôn. Để mình múc miếng ăn ha. Cái khoai tây ấy, mình nấu vừa tới thôi, mình đừng có nấu lâu quá. Mình nấu lâu quá cái nó gã ra hết, nó không có được ngon đó các bạn. Trời ơi, vừa ăn quá các bạn ơi. Mình nãy mình giờ mình không có ướp thêm cái gì, chỉ nãy mình ướp nhiều đó mình chia sẻ với các bạn thôi đó. Còn tùy theo khẩu vị nhà các bạn ha. Thích ăn đậm đà thì nó cho đậm đà chút hay, còn mình thấy vậy vừa rồi. Món này á là ta có thể ăn với lại bánh mì, hoặc ăn cơm, hoặc là ta múc khoai tây với thịt ta ăn không vậy cũng được, khỏi cần phải ăn bánh mì, bánh cơm gì cũng được. Tiếc là không có cháu nội pin của mình đây, cháu nội pin mình về quê đi học rồi, sắp sửa nghỉ hè rồi nữa, để kêu cô ba nó mua nho mua đồ cho bồi dưỡng nha nó. Ở dưới quê Tây Ninh đó các bạn ơi, thì dưới thì cũng có, ở dưới quê thì chợ búa nó cũng ít hơn mấy cái đồ trên thành phố đó. Để nữa cháu nó nghỉ hè rồi cháu lên đây nó bồi dưỡng. Các bạn ơi, thì món lagu của mình là đến đây mình chia sẻ, đến đây mình xin kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những video sau.